Bùa hộ mệnh của Google và Facebook sắp biến mất. Từ lâu, Điều 230 của Đạo luật về chuẩn mực truyền thông ban hành năm 1996 tại Mỹ đã được coi là kim bài miễn tử đối với các website và các trang mạng xã hội khi giúp họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu người dùng đăng tải nội dung phi pháp hoặc gây tranh cãi. Nói cách khác, người dùng sẽ không thể kiện Facebook, Twitter hay Google nếu họ bị người khác bôi nhọ trên những nền tảng này. Tuy nhiên, đối mặt với sự độc hại ngày càng nhiều trên Internet, thì gần đây, Điều 230 đã bị đem ra mổ xẻ xem có nên điều chỉnh hay xóa bỏ luôn hay không. Và kết quả của nó sẽ làm thay đổi toàn bộ môi trường Internet. Vậy cụ thể, Điều 230 là gì và nó quan trọng như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Hai vụ kiện có thể định hình lại Internet. Hôm 20 tháng 2 năm 2023, Tòa án Tối cao Mỹ đã tiến hành phiên tranh luận cho vụ kiện tụng giữa gia đình của nữ sinh viên Noemi Gonzalez và Google. Gia đình của nữ sinh viên này cho rằng YouTube phải có trách nhiệm về cái chết của Noemi Gonzalez trong vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi năm 2015, khi thuật toán trên nền tảng này đề xuất các video khủng bố của tổ chức khủng bố IS. Bên cạnh đó là phiên tranh luận cho vụ kiện giữa gia đình của Nawraz al-Assad và Twitter diễn ra hôm 22 tháng 2, với cáo buộc tương tự liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017. Gia đình của Noemi Gonzalez cho rằng nếu không có Twitter, Facebook và YouTube, thì IS trong những năm gần đây sẽ không thể tăng trưởng mạnh như vậy. Theo họ, IS đã sử dụng mạng xã hội như phương tiện để tuyên truyền sự quá khích bằng việc ăn mừng hành quyết công khai, kêu gọi ủng hộ cũng như kết nạp thành viên mới. Gia đình Noemi Gonzalez cáo buộc thuật toán của YouTube đã để mặc cho IS đăng video và tuyển dụng thành viên. Do đó, nền tảng này phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vụ tấn công Paris năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng. Ngoài ra, ông Renaldo Gonzalez, cha của Noemi, khẳng định những công ty này còn thu lợi từ việc đăng quảng cáo trên các bài viết của IS. Trong khi đó, vụ kiện giữa gia đình của Nawraz al-Assad và Twitter diễn ra hôm 22 tháng 2 đã đưa ra vấn đề tranh luận rằng các nền tảng mạng xã hội liệu có hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các hành động khủng bố hay không. Cụ thể, gia đình của Nawraz al-Assad, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS ở Istanbul năm 2017, đã khởi kiện Twitter vi phạm luật chống khủng bố bằng cách cố tình hỗ trợ IS. Phía gia đình nạn nhân cho rằng nền tảng mạng xã hội này đã cho phép hiển thị một số nội dung của các nhóm khủng bố thay vì hạn chế như chính sách của Twitter. Trong hồ sơ gửi lên tòa án, các hãng công nghệ gồm Google, Meta, Twitter, Microsoft, Yelp, Reddit, Craigslist, Wikipedia cho rằng nếu phán quyết YouTube phải chịu trách nhiệm pháp lý thì sẽ để lại những hệ quả khôn lường, buộc các nền tảng trực tuyến phải giới hạn bất kỳ nội dung nào có khả năng hoặc tiềm năng vi phạm. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ ACLU và Knight Foundation là một trong những tổ chức ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cảnh báo rằng những quy định hạn chế như trên có thể làm giảm đi quyền tự do ngôn luận và môi trường Internet có thể trở thành nơi hỗn loạn và xuất hiện các vụ kiện tụng. Sau đó, cả Twitter, Facebook và YouTube đều viện dẫn Điều 230 để miễn trừ trách nhiệm khỏi vụ kiện. Các chuyên gia cho rằng cả hai vụ kiện trên đều có một điểm chung là nhắm vào điều khoản pháp lý của Mỹ có tên Điều 230 trong Đạo luật về chuẩn mực truyền thông hay Communications Decency Act từ lâu đã là tấm khiên vững chắc cho các nền tảng mạng xã hội. Vậy Điều 230 là gì? Tấm kim bài miễn tử của Facebook và Google. Đầu những năm 1990, một công ty môi giới tên là Stratton đã kiện Prodigy Services, nhà cung cấp dịch vụ Internet, với cáo buộc phỉ báng trong một bình luận của người dùng. Được biết, Stratton được thành lập bởi Jordan Belfort, người từng bị kết tội gian lận chứng khoán. Nhân vật này được tái hiện bởi diễn viên Leonardo DiCaprio trong phim Sói già Phố Wall. Một người dùng ẩn danh đã viết trên bản tin của Prodigy rằng Stratton có hành vi lừa đảo phạm pháp. Tòa án tối cao New York phán quyết rằng Prodigy Services phải chịu trách nhiệm pháp lý vì trước khi người dùng được đăng bình luận thì hãng phải kiểm duyệt, biên tập trước khi đăng lên như một nhà xuất bản, publisher. Phán quyết của tòa án lập tức đã thu hút sự chú ý của Ron Wyden, thành viên đảng Dân Chủ từ Oregon, và Christopher Cox, thành viên đảng Cộng Hòa từ California. Họ lo rằng quyết định này sẽ khiến các website gắt gao hơn trong việc kiểm soát nội dung, ảnh hưởng đến tự do ngôn luận trên Internet, khiến hàng loạt dịch vụ mới không thể phát triển. Thế là vào năm 1996, Mỹ đã ban hành đạo luật chuẩn mực truyền thông Communications
Decency Act, nằm trong đạo luật viễn thông Telecommunications Act để kiểm soát nội dung khiêu dâm trên Internet. Trong đó đáng chú ý là việc hai nghị sĩ Wyden và Cox là tác giả của Điều 230. Thuộc đạo luật chuẩn mực truyền thông, nội dung của Điều 230 có ghi là không một nhà cung cấp hoặc người dùng dịch vụ tương tác trên máy tính nào bị xem là nhà xuất bản hoặc nói về bất cứ thông tin được cung cấp bởi người đăng tải nội dung thông tin khác. Nói ngắn gọn, Điều 230 giúp các website không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu người dùng của họ đăng tải nội dung phi pháp hoặc gây tranh cãi. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể kiện Facebook, Twitter hay Google nếu họ bị người khác bôi nhọ trên những nền tảng này. Thời điểm Điều 230 được thông qua, Google chưa thành lập, còn Mark Zuckerberg, CEO Facebook chỉ mới 11 tuổi. Nếu không có Điều 230, hầu hết website phổ biến sẽ không thể hoạt động theo cách mà chúng ta đang biết. Nói cách khác, nó đã góp phần giúp Facebook, YouTube, Twitter và nhiều nền tảng Internet phát triển như hiện nay. Các chuyên gia đồng ý với quan điểm đó khi cho rằng 26 từ trong Điều 230 chính là mấu chốt cực kỳ quan trọng để các công ty như Facebook, Twitter và Google lớn mạnh thành những gã khổng lồ như ngày nay. Nếu không có Điều 230, tất cả phương tiện truyền thông trực tuyến sẽ phải đối mặt với sự tấn công dữ dội từ những vụ kiện và các chiến dịch gây áp lực từ người có quyền lực đang tìm cách bịt miệng họ. Thượng nghị sĩ Don Wyden, một trong những người xây dựng luật này, cho biết. Điều 230 được xem là rất cần thiết bởi nó cho phép mọi người tự do bình luận, đóng góp nội dung trên Internet. Tuy nhiên, mặt trái của Điều 230 là khiến mạng xã hội trở thành nơi kích động bạo lực, đe dọa, bắt nạt, chứa tin giả. Đặc biệt, các nhà lập pháp hy vọng Điều 230 sẽ khuyến khích các công ty Internet chặn nội dung có hại như hình ảnh khiêu dâm của trẻ em. Tuy nhiên, theo thời gian phát triển của các trang mạng xã hội, các nhà lập pháp bắt đầu lo ngại rằng luật miễn trừ từ Điều 230 đã giúp lan truyền việc quảng bá nội dung độc hại đến những nhóm người dùng dễ bị tổn thương như trẻ em. Từ khi Điều 230 được áp dụng, tòa án đã nhiều lần đứng về phía các công ty Internet trong các vụ kiện về nội dung. Đó cũng là lý do những nền tảng lớn không muốn Điều 230 bị bãi bỏ. Dù vậy, họ vẫn có bộ quy tắc kiểm duyệt riêng với nội dung thù địch, đe dọa bạo lực, khủng bố hoặc quấy rối. Cả ngành công nghiệp Internet cũng có lý do để giữ Điều 230. Nó đã giúp tạo ra các công ty hàng trăm tỷ đô với mô hình kinh doanh béo bở là đặt quảng cáo bên cạnh các nội dung do người dùng tạo ra. Mô hình trên được áp dụng cho nhiều mạng xã hội như Facebook, Twitter và Snapchat. Wikipedia và Reddit phụ thuộc vào khách truy cập để duy trì hoạt động, trong khi Yelp và Amazon dựa vào bài đánh giá về doanh nghiệp và sản phẩm. Có nên bãi bỏ Điều 230? Quay trở lại với hai vụ kiện ở đầu video đã đề cập, các nhóm ủng hộ nguyên đơn, bao gồm những người theo trường phái tự do ngôn luận bảo thủ, tin rằng các vụ kiện là cơ hội lớn để khắc phục sự mất cân bằng vốn đã mang lại cho các nền tảng trực tuyến quyền lực và ảnh hưởng không lành mạnh. 20 năm sau, chúng ta thức dậy và Internet không còn tốt đẹp nữa. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu nghĩ về cách làm cho Internet trở thành một nơi văn minh hơn. Hanif Farid, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California nói. Trên thực tế, việc điều chỉnh Điều 230 đã được nhiều đời Tổng thống Mỹ cân nhắc. Hồi tháng 5 năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh gây tranh cãi nhắm vào Điều 230, thể hiện sự bất bình khi Facebook và Twitter gắn nhãn các bài đăng của ông chứa thông tin sai sự thật. Đây cũng là chủ đề gây tranh cãi của nhiều chính trị gia. Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng các công ty công nghệ không nên được hưởng các biện pháp bảo vệ trong Điều 230 vì đã kiểm duyệt một số bài đăng từ những người có quan điểm chính trị khác biệt. Trong khi đó, nhiều thành viên đảng Dân chủ lập luận rằng các website đã không nghiêm túc trong việc gỡ bỏ nội dung có vấn đề vì chúng được bảo vệ bởi Điều 230. Ông Wyden cho biết, Điều 230 được tạo ra như một thanh kiếm và chiếc khiên cho các công ty Internet. Chiếc khiên đóng vai trò bảo vệ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của người dùng, còn thanh kiếm được dùng để các công ty tránh xa những tài liệu gây khó chịu. Tuy nhiên, ông cho rằng các công ty đã chưa làm đủ để ngăn chặn nội dung không phù hợp khỏi trang web của họ. Đầu tháng 1 năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu một luật lưỡng đảng buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm. Ông Biden viết, ngành công nghệ của Mỹ là nơi có sự tiến bộ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người Mỹ, tôi lo ngại về cách một số người trong ngành thu thập, chia sẻ và khai thác dữ liệu cá nhân của chúng ta. Điều này vi phạm quyền công dân của phụ nữ và người thiểu số, thậm chí còn khiến con cái chúng ta gặp nguy hiểm. Nói về cáo buộc kiểm duyệt hay thiên vị nội dung, các hãng công nghệ lớn như Facebook, Twitter hay Google đều khẳng định chúng là vô căn cứ.
Các công ty này cũng phản đối việc bãi bỏ hoặc sửa đổi Điều 230, cho rằng điều đó đồng nghĩa với loại bỏ đi quyền tự do ngôn luận, phá vỡ Internet mà chúng ta từng biết. Các công ty công nghệ cũng không muốn bị người dùng kiện tụng. Nếu Điều 230 không còn, họ phải chịu trách nhiệm về mọi bài đăng trên mạng xã hội, nghĩa là việc kiểm duyệt sẽ khó khăn, mất nhiều thời gian hơn. Cuối cùng, nếu không còn Điều 230, sự sáng tạo và tự do đăng tải nội dung cũng sẽ không còn như trước. Về lý thuyết, hệ thống kiểm duyệt của Twitter, Facebook hay bất cứ mạng xã hội sẽ phải kiểm duyệt từng bài đăng, xem nó có nói xấu ai không. Với các dịch vụ hàng tỷ người dùng, việc kiểm duyệt từng bài đăng là rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Theo thông tin, phán quyết việc có sửa đổi hay xóa bỏ Điều 230 hay không dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 này. Từ đây tới đó, các công ty công nghệ sẽ phải lo lắng, và có thể người dùng cũng vậy, vì điều luật này một khi được thông qua sẽ khiến các bài đăng hay bình luận của chúng ta phải xếp hàng, chờ kiểm duyệt trước khi được công khai. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!